Ủa đá PK với ai với ai? Cả Sài Gòn Quảng Ngãi rồi, để người ta thắng đi vô đá với ai? Cả Sài Gòn với Quảng Ngãi đó PK. Người thắng đá final. Không sao, không sao. Nãy chơi đâu vậy? Đá bên kia. 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 Đá rồi giờ rồi chút nữa đá chút cho đá phải nồi phải không? Tí tí không. Tí vô đá bia. Cho đồ đá bia bia đá đá bia đá đá bia đá đá chiến nhỏ chiến. Rồi lên đâu? Ai 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 ai. Ai đá trước ok. Vô trước. Cảng Sài Gòn đá tiếp. Chưa kia chưa đá mà 2-1. Mấy cùng mang còn mang cái đó mà còn đá được lại rồi. Một đều, tỷ số là một đều. Tỷ số một đều. Anh Dũng Đồng Nai đá trúng cột. Không dễ đá đâu, coi vậy chứ khó à. Ồ, goli đá. Vẫn còn 2-1.
Chưa hai đều. Bên này đã vô mới hai đều. Dập. Vẫn còn 2-1. Trái thứ tư 2-1. Đặng Huệ, trái này, trái cuối cùng, trái cuối cùng. No, 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 no. Ở bên này vô là thắng luôn đó. Dũng ơi, Dũng, Dũng ơi. Your dad play final. Can I hold it? Yeah. Can I hold it? Chút nữa, chút nữa. Oh, they're in the finals? Đứng vô không lạnh. Final, final. Về MC. Hiền quá hiền. Ừ, tại đó hiển không biết được không? Anh hai, anh hai lần rồi đó. Dũng rảnh ra coi thằng đá bạc đàn Dũng. Bạn kêu ra coi mình đá bạc đàn. Ừ. Ông hai lần rồi đó, hai lần đó. Rồi tôi thì có YouTube. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cần một hai người sớm không? Cần một hai người sớm không? Đó ăn cho rồi. Uống nhiều quá. Em đã được cái rồi. Đã phải từ cây rồi.
Hãy
Mà mở nhỏ quá thì nó lại lắm tai nghe đứng yên đâu. Ba năm cục la nhiều hơn nè. Ba năm cục la nhiều hơn. Thích một cái là Hà Nội kia nè, Hà Nội kia nó cũng vô người ta xin lỗi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đi đâu đó đâu. Lỡ quay chán hả? Thì bởi vậy giờ đẩy quang vô là có chuyện ra là đẩy quang vô nó chạy vài đường là đó nè. Đẩy quang vô là mà mày nhớ đừng có cắm đầu nha Quang nè. Chứ mày cứ đẩy quang chứ Hiền vô là mày đâu có chuyện liền à. Em hết rồi. Hết rồi. Ông Hiền xong rồi. Em chuyện. Em không chạy. Chứ mày còn hồi nào nó nghe đây. Từ lúc cưới vợ xong hết luôn đúng không? Có hồi nào. Ừ có nào đặt hết nữa mày nhiều chuyện. Có hết. Ừ. Mực gà mới đi anh em đầu muốn ăn thì qua lấy ăn nha. À. Mực với gà. Chuột có lý hả? Bây giờ mực con chơi lại được không? Có order 3 phần. Có order 5 phần điểm đi. Ôi. Trời ơi. Lấy mực gà đấy ăn. Ờ lấy gà đi. Cái đầu luôn.
thì thôi nóng chết kêu dùng tài thổi cho xong game lẹ lẹ đi. Bảy nào Hãy
được bình luận nha. Hả? Cô được bình luận. Đúng rồi, đi Vi, đi. Đi em, đi Vi, đi. Hậu nè. Lên luôn Vi ơi. Đẩy cái giày xuống nó chạy mồm. Xuống Vi ơi, xuống Vi ơi. Xuống Vi. Đóng luôn. Đó, cái đầu quá.
Chú má, anh tới hồi nãy giờ mà ảnh không có sắp luôn ta. Anh tới muốn sắp không tới? Ủa, à, sắp vô một tuần, sắp vô một tuần. Sắp xịp hường đi. Baby, baby, baby. Baby, baby. Bên kia nãy nó đông lắm mà giờ tao thấy hơi mất tiêu chừng ra. Dỡ dỡ vàng không thành đâu. Tâm dỡ vàng. Sao ra sớm em vô. Đây ra, sắp ra, sắp ra. Ở thành ra ai vô vậy? Bị phạt 2 phút hả? Làm gì mà 2 phút? Bị phạt. Đá với người lớn tuổi mình đá vậy rồi anh tới. Mà mấy người lớn tuổi chơi mấy người lớn tuổi thì anh tới không có phạt 2 phút. Cái đội kia nó biết mà hành quá rồi. Không ai biết á, là mấy người lớn tuổi phải dùng tiểu xảo mới được. Này, đi đâu ấy? Không rồi kìa. Hầu ơi, ở giữa Hầu ơi, đổ, chạy luôn. Đây. Đây. Thôi chạy kìa. Thôi ơi, điện chạy. Đúng rồi. Chậm rồi. Cái nó bị tụt từng 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 sao? Đâu phở, tại sao? Anh làm ơn anh cho cái ý kiến về thấy đá vô cây cột rất là khó. Tới nãy nó bây giờ nó đá vô cột. Thôi chạy. Bỏ. Cứ để mình trọng tài khỏi cho mình. Đâu. Không có xô, nó chỉ đạp thôi. Đẩy nó rồi. Nó đẩy mà nó đẩy nó không biết cách đẩy, nó đẩy gọ lộ liễu quá. Ở đâu đâu? Đâu. Đâu. Lừa luôn cái hai thằng luôn.
ơi, đứng nè. Trời ơi, gì mà này. Đem lên đi ơi, đem lên đi. Đem lên đi. Này đi luôn, đi luôn. Trong là trong rồi. Pass out, pass out.
Đâu bạn xin ra đâu. Hiền ơi, ra ngoài. Hả? Có người, men on. Quay đi Hiền. Lùi luôn. Nào đây vậy trời. Chạy luôn. Hai người. Chạy luôn. Đi luôn đó. Men on. Chạy luôn. Beautiful. Go. Con nhỏ con rồi sợ gì? Sợ gì? Messi đá theo kiểu Messi là vô Messi thì chích rồi cái nào bên đây đây. Thôi mà đâu Messi nó chích nhẹ cái. Quay nó có. Mày nó. Mua chưa? Một người thôi. Dạ đó. Mình không đâu.
hay quá, một bóng nhau hay quá. Được chưa, được chưa? Đem này, đem này, đem này, đem lên. Thôi thôi. Một bóng chút coi kè chứ. Hai ba thằng lên mày. Đúng rồi. Theo lối khoe, lên, lên lên. Khóe nè, trời, khóe nè. Mày ơi, mày lên. Mày theo. Mày ơi. Chết rồi. Sút luôn. Sút luôn. Ai tỉ quy cái xương sườn nữa. Sút bắt ơi. Giữ lại đi. Ấy à. Ê. Tùng bị sát thằng Tính ra đi Tùng ơi. Quýt cái chỏ lên đi chơi chơi mặt Dũng rồi. Vô mặt người ta kiểu. Đó, đúng rồi, hết sờ vô. Đây còn mày không có nói nha. Mày làm cái nội mà không nói. Không cáo là làm khán giả đi. Khán giả không khán giả. Chứ mặc áo chi vậy tức. Bánh cho thằng, bánh sát lên bên thằng, bánh sát lên bên. Đừng lên nữa. Làm lên quá thật. Đang ngày rồi, còn có xíu à, còn có cao đời mười mấy phút à. Còn tầm 10 phút à, giữ lại. Quá còn quan nó không nên chạy tránh đè.
đẹp quá trời đẹp luôn. Không, tim tao là tao chữa, tao đâu biết tim mày chạy tim mày cảnh. Nó đẹp, hiếu phép đúng bên trong rồi. Đúng rồi. Có mà kêu chuyện ngoài đi, không chọc. Chọc mặt nó ngoài luôn là nó chạy ra rồi. Chọc em sao chọc thẳng vô trong, vô xuống phép chọc lấy. Hay quá. Đó. Chuyên chuyên chọc cái chân xuống phép luôn. Đưa mình xong. Rồi, đã giữ xuống hiếu. Lên, lên, lên. Con hiếu. Con giả, cái ông giả. Thái có bên trái có sai không? Không. Bên trái có sai không?
về coi lại. Cái video này ra chị về lên ve lại coi. Tôi có mà đúng rồi. Lên đứng trên này con không có thấy đâu. Cứu này. Đứng bên mới thấy. Cho vô đấy.